Xin chào nha, hôm nay chủ nhật Tống Moto giới thiệu tiếp cho anh em một chiếc Rebel RB170G nha. Rebel RB170G nha. Là dòng xe ha máy mẫu lớn nha, có thùng luôn nha. Là dòng xe mẫu lớn nha, có thùng luôn nha anh em. Xe máy phin nha, tiếng máy nổ rất là hay. Xe chạy rất là mạnh nha, xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, có đầy đủ chống đổ rồi, thùng rồi, cản dựa rồi còn nguyên hết nha. Dàn xi rồi rất là đẹp, rất là sáng luôn. Hệ thống nó 3 thắng đĩa nha anh em. Nó thuộc dòng máy lớn nha, máy tròn. Nó hai máy 170cc. Đó, nó xe còn rất là đẹp luôn, có thùng có đồ luôn. Hệ thống nó hai máy hai bình xăng nha. Nó là 3 thắng đĩa. Nó là 2 thắng đĩa chứ. Một đĩa trước, một đĩa sau nha. Thắng rất là chuẩn. Xe nhìn có thùng đó, anh em nhìn phía sau này rất là đẹp, thấy chưa? Đó. Xe mà có thùng là cái phone xe rất là đẹp luôn. Mình cái phone này mẫu lớn á, nên rất là đẹp. Vi đông này, mẫu lớn là cái dây điện nó nằm hết trong luôn. Anh em để ý giùm em bên đây. Đó, mẫu lớn, vi đông này rất là đẹp nè. Chỉ có mẫu lớn này, mẫu này mới có vi đông nằm trong này, dây điện nằm hết trong đó thôi. Xe còn rất là đẹp luôn, máy móc là nguyên vin nha. Anh em nhìn đi, nó là 170cc. Đó, anh em nói 168 là 170 đó, em quay sát cho anh em thấy luôn. Xe là nguyên vin, chưa rớt đầu, chưa làm gì hết, nguyên. Máy này là máy 170, máy lớn nha, buri nó nằm trong này luôn. Nó không có lò ra ngoài nha. Còn mấy cái dòng xe 125 rồi thì nó buri 150 á, thì buri nó nằm ngoài này, còn cái này là mẫu lớn 170. Memory nó lúc trầm luôn. Anh em nào mà chạy thời gian á, cảm thấy nó lụp, nó không có đều máy, anh em mở hai con ốc này ra. Anh em lấy cái nắp này ra, anh em rút cái chụp buri ra, anh em vặn buri ra, mua hai cái buri khác thay vô. Chạy thời gian là anh em thay buri nha. Vì dòng xe máy cái buri rất là quan trọng. Nó ấy. Đó, buri nó như buri xe rim xe quay thôi, mua ba mấy ngàn cái hay sao á. Anh em mua về gắn vô rất là dễ. Lấy cái lục giác nam mở này ra. Lấy nắm ra, mở body ra, dặn rồi dặn vô lại, rất là dễ nha. Đó. Chứ nhiều lúc anh em mua xe gì không biết, anh em thử nó chém cái body trăm mấy ngàn cái. Body này giống như body xe rim xe quay bình thường thôi, không có gì khác biệt hết. Xe màu đỏ đen luôn, cái phone xe rất là đẹp nha, màu đỏ đen. Màu đỏ đen, cái phone size rất là đẹp. Đèn trước đèn led luôn hay sao, để em bật lên xem coi. Này hồi đó giờ mua về, lấy về chưa để ý. À đèn led luôn anh em. Sưng mờ đèn led luôn. Anh em về quê đi mấy cái đèn led này rất là sáng nè. Led này mấy trăm á. Có cái đèn led luôn anh em, ở quê lên mua có cái đèn led về quê đi rất là sáng luôn. Đường ở quê ít, không có điện đường. Tối nên đi rất là sáng. Đó, anh em thấy dần inox rồi không? Cực kỳ sáng luôn, có phiến hậu, phiến đồ chống đổ luôn. Chống đổ rồi, thùng rồi, ba ga dựa rồi, còn nguyên hết nha, bô lớn luôn. Anh em thấy đẹp không? Xe những anh em nào mua xe bên em thì mua về chỉ có sử dụng thôi, không có làm một cái gì nữa hết trơn. Vỏ này gai còn rất là dài luôn, vỏ xịn luôn. Vỏ này là 30, 90, 15 này, vỏ lớn nha. Hệ thống nó thắng đĩa sau luôn. Anh em thấy cái phone xe không? Rất là đẹp. Anh em nào lo mua đi nha, chứ gần Tết là dòng xe rất là hiếm nha. Anh em mà mua để đi rồi Tết đi nha, gần đến Tết rồi. Chứ không đợi đến Tết là nhiều lúc nó hết xe, không có xe, bị bên em vừa phải đi tỉnh đi đồ mới có xe, đi rất là xa mới có xe, để mới có xe để mua về. Nhiều lúc anh em cần, nhiều lúc không có ấy, nhiều lúc đi mua xe rất là xa. Còn xe mua bên em mua về, bên em tăng, bên em canh chỉnh đồ sửa ấy rồi sạch sẽ. Khách hàng chỉ có mua về, chỉ có việc sử dụng thôi, không có cần làm một cái gì nữa hết. Nên nhiều khách hàng mua xe bên em rất là tin tưởng, yên tâm, không sao. Còn về xăng cộ của nó thì anh em chạy tầm 35 cây số một lít xăng nha, 35 cây số một lít xăng. Mấy cái dòng này rất là lợi xăng nè.
nhiều lúc nó còn lợi hơn mấy chiếc xe tay ga nữa. Vì nó côn tay mà nó thật dòng ô tô này. Với lại 170cc thì nó không có bao nhiêu xăng đâu. Còn mấy cái phụ tùng thay thế rất là dễ nha. Anh em muốn mua cái gì cũng có hết, anh em lên chợ Tân Thành đi. Hoặc anh em nào muốn mua phụ tùng xe mô tô cứ alo cho em. Em cho số điện thoại anh em mua. Em quên số điện thoại bán phụ tùng à, khi nào anh em muốn mua, anh em nào muốn mua phụ tùng mô tô đúng không, anh em cứ điện thoại cho em. Em sẽ chỉ địa chỗ, địa chỉ hoặc em cho số điện thoại người bán cho anh em liên lạc rồi người ta anh em lên mua. Em có bà chị bán chuyên bán phụ tùng đồ Honda, đồ xe Rebel nè, đồ mô tô này. Nên anh em nào mua thì cần gì thì liên lạc cho em nha, để em cho địa chỉ hoặc em cho số điện thoại anh em mua. Cũng có nhiều người mua xe bên em rồi. Em cũng có cho số điện thoại rồi khách hàng á, anh em cần cái gì là mua nha. Khi nào em quay cửa hàng, địa chỉ cửa hàng bán phụ tùng luôn cho anh em. Rồi anh em cần gì cứ liên lạc trực tiếp luôn, mua cái gì cũng có hết. Xe này rất là đẹp. Nhìn xe được còn rất là bén nha. Nên nhiều anh em mua đồ phụ, mua xe á mà cứ sợ là không có phụ tùng thay thế, rất là dễ, cái gì cũng có hết nha. Anh em nào muốn mua cái gì tiện là liên lạc cho em chỉ chỗ hoặc em cho số điện thoại anh em mới lên mua ngay chợ Tân Thành nha, đường Phạm Hữu Chí nha. Anh em mua cái gì cũng có hết, đồ Rebel cái gì cũng có hết, rạc mô tô các dòng khác, Suzuki rồi Dalim rồi Mazda rồi G, Suzuki GN GZ G đồ là có đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh của anh em thì bấm đăng ký kênh nha. Video sau em sẽ đưa lên một chiếc Rebel 150 nữa nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh miễn phí cho anh em đi. Ngày nào em cũng đưa video lên cho anh em xem hết. Nó dùng giống như anh em giống như coi phim vậy đó. Rất là hấp dẫn. Nhiều lúc anh em rút kinh nghiệm rồi còn biết được chút ít nữa. Anh em nào cứ bấm đăng ký kênh đi bên em để theo dõi video bên em, xe bên em đưa lên. Bên em rất là phong phú, xe rất là phong phú, rất là nhiều xe. Ngày nào em cũng đưa video lên, anh em cứ yên tâm. Còn xe cộ bên em bán ra thì rất là chất lượng. Bên em mua về có thợ đầy canh chỉnh rồi đầy đủ hết, anh em mua về chỉ có sử dụng thôi, không cần làm một cái gì hết. Hoặc anh em muốn tăng trang, muốn làm cho nó theo ý mình thì tùy anh em thôi. Còn nó về nguyên riêng thì sai, bên em đã làm đầy đủ hết rồi. Đó, anh em nhìn cái phone size 170 RB 170G đúng không, có thùng đúng không. Anh em nhìn cái phone size này, nó có thùng đó rồi, có cán dựa rồi. Nhìn nó hấp dẫn, đó, cái phone size rất là đẹp luôn. Từ cái đuôi đúng không, cho tới bi đông luôn đó, đến đèn đồng hồ đồ lắp là cản này đồ ra rất là chuẩn đó. Máy móc cực kỳ êm, em lấy cái máy nổ mới vừa rửa đó. Em nghe tiếng máy không, nổ rất là hầm hầm luôn. 170 này nó nổ tiếng máy rất là lực nghe, rất là mạnh. Em nghe tiếng máy không, nổ rất là lực luôn. Em nổ ra đây ồn á, người ta la 170 nên tiếng máy nó rất là lực, rất là mạnh. Rồi anh em nào mua thì chốt giá cho em nha. Giá của nó là 42 triệu thôi. Rebel RB 170 có thùng luôn. Giá của nó là 42 triệu nha. Anh em nào mua thì chốt giá cho em liền. Số điện thoại là 0369 nha, 669-659 nha. Hoặc với cửa hàng em là 262 đường Phan Anh nha, 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Ngõ tư 4 xã chạy lại nha. Anh em nào không biết thì tới ngõ tư 4 xã, hoặc anh em ở xa quá thì cứ tới công viên Đầm Sen alo cho em sẽ chỉ đường cho anh em cho nó dễ. Hoặc địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Rồi em xin chào tạm biệt hết anh em nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh giùm em nha.